trang ta kéo xuống hồ lâu lé cái chữ mới ăn rồi ta. Bé nó nói mặt là xanh tóc như thế gì? Milia. Ừ. Ừ. Đi vô cái mặt là xanh rồi, thấy thấy. Hai là một quay. Chị bé nó vô. Dạ. Chưa? Ăn rồi. Ăn với nó nữa hả? Ngủ chi kinh phải ngủ. Gọi lúc 11 giờ nó dài dài ok. 6 giờ em mới đủ anh. Hoạt động về đêm không? Ngủ anh làm cũng được. Tồi dữ. Em còn nhớ lại cái bịch xúc xích bóng cây đó. Tức quá. Qua. Lại đem cho mấy cái xúc xích trả lại chưa? Để em theo rồi. Để em gặp. Tao biết mà, tao biết mà. Sao anh đang ở em gặp nó lâu để làm gì mà quen. Dưới đâu có cái gì đâu cay đâu ta. Đâu có cay không? Thuốc lá nè, làm hơi. Phải không? Thuốc lá. Sao? Hơi bị ớt. Phê lắm. Đừng quậy, đừng quậy. Đừng quậy ngay. Đừng có nhu cầu phê.
Bên kia là khách chờ hả? Khách đã đợi chị Loan luôn hả Phương? Dạ, đợi có quay luôn. Không quay được không? Nhiều lắm. Mà ý là nó ra răng trai hay gái, mà ăn qua mặn nhỏ chí với ta là mi bự với ta luôn đó. Cái chị là chị nói cũng được, cái chị không có dám nói bự bự đó Phương, kêu được con được đoạn nào thì ấy là nói để gỡ đoạn sau nữa chứ. Mất tùng thú. Chắc chờ qua coi lại, qua báo lại. Chắc rồi. Này ha. Một này mà cứ 2 tháng mà đi thì hắn cứ rướm hết thôi. Ý là nói chuyện á, cứ 2 tháng đi là hắn cứ nhiều. Tại vì đi tuần. Này chắc Hằng nó làm được rồi. Hằng ở qua nhìn thử, nhìn đây thử xíu ok không, chị Hằng Âu cho nhà người nè. Cái chị mấy cái nữa. Trời hơi đau em mày. Trời trời mẹ ơi. Đoạn này đang lì lì đi đi. 5 phút rúi rồi đó. Cơm đổ trái xuống xem có sửa đâu nha. Nậu mày nè. Mập mày. Anh đâu mập đó. Anh chỉ hơi bụng mềm. Lên 1 cân trừ 1 triệu. Ủa trời. Chị ăn được 1 triệu em với chúa đó. Không dạ 1 cân thì kệ em. Ok. Trời ơi kệ mẹ. Tìm bé. Rùng kia. Trừ lương phúc. Không cười, không nói, không khóc. 10 giờ 15 phút à, ok. Sớm ghê.